Mến chào các bạn nhỏ, hôm nay chị sẽ hướng dẫn các em ôn tập các vần đã học. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Chữ A đứng trước chữ B tạo thành vần áp. Và chúng ta đánh vần là A B áp. A B áp. Đây là vần áp. Chữ Á ghép với chữ B tạo thành vần ấp và chúng ta đánh vần như sau: á bờ ấp, á bờ ấp. Đây là vần ấp. Tiếp tục nào, chữ ớ đứng trước chữ bờ tạo thành vần ấp và chúng ta đánh vần là ớ bờ ấp, ớ bờ ấp. Các em cùng đọc theo chị nào. Ớ bờ ấp. Tiếp tục, chữ E ghép với chữ P tạo thành vần F và chúng ta đánh vần như sau: E bờ F, E bờ F. Đây là vần F. Chữ E ghép với chữ P tạo thành vần F, chúng ta đánh vần như sau: E B F, E B F. Đây là vần F. Tiếp tục nào, chữ O ghép với chữ P tạo thành vần óp và chúng ta đánh vần O B óp, O B óp. Đây là vần óp. Chữ O đứng trước chữ P tạo thành vần ốp và được đánh vần như sau: O P ốp, O P ốp. Tiếp tục nào, chữ Ơ ghép với chữ P tạo thành vần ốp và chúng ta đánh vần là Ơ P ốp, Ơ P ốp. Chữ Y đứng đằng trước chữ P sẽ tạo thành vần íp và chúng ta đánh vần như sau: Y P íp, Y P íp. Đây là vần íp. Tiếp tục, chữ U ghép với chữ P tạo thành vần úp và chúng ta đánh vần là U P úp, U P úp. Rất tốt. Giờ chúng ta đọc chơi một lượt các vần ở trên nha. Các em hãy đọc to theo chị nào. Áp, áp, ấp, ép, ép, óp, óp, ấp, íp và úp. Nội dung ôn tập của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây. Video sau thì chúng mình cùng nhau ôn tập các vần tiếp theo nhé. Các em hãy đón chờ các video tiếp theo của chị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.